Black là một đồ khác. Chắc là trái vua này kìa. Vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim. Trái này là trái Sompoche. Sompoche. Trái Okima. Okima là trái gì nữa? Cái Okima là trái trứng gà đó. Trái này là trái mãng cầu sim. Chuối này là cái bằng chuối chuối sứ. Trái này là trái măng cột. Không phải, cái trái này là trái thanh long. Trái này là trái củ sắn đó. Nhà mình nó hả là không có cần mua, mình về quê mình nó là bạn bè rồi ai cũng đem tới cho mình ăn hết, đủ thứ đồ ăn hết, ăn không cần tốn tiền mua, ăn hoài ăn hết luôn, ăn hoài ăn chưa hết nữa là bạn là đem tới nữa. Bởi vậy tại sao mà mình không về Việt Nam chơi? Nè, các bạn coi nè nha, tôi không phải nói xạo đâu nha. Tôi ăn chưa hết mà bạn tôi lại từ ở nhà đem hai bịch ra, mỗi một bịch là 50 trái, nhưng mà nhà mình không có ăn hết, mình phải cho hàng xóm chia cho mỗi một người một chút vậy đó. Ok các bạn. Các bạn biết tôi là ai không? Các bạn có biết tôi là ai không? Tôi là chị Mập, chị của Venland. Nè, Venland bữa nay nó đi gặp Thánh Sàm, nó về nó không có gặp được Thánh Sàm, nó buồn. Ok. Cây tắc của mình mới mua ở Sa Đéc, quá chân trái luôn. Uống quá nó gãy hết một cạnh rồi. Cái xe nó nhỏ quá. Từ Sa Đéc mình bưng nó về. Quả trên trái luôn, nó nặng quá, nó cái cạnh nó không chịu được. Cái gì là quay nữa? Phải quay chứ. Fresh coconut. One per day. Ồ, cái này chắc là ở trong cái gì của nó. Thank you. Ngày uống trái thôi. Uống xong rồi ăn trái cây. Còn lại 5 trái, mỗi ngày 1 trái. Oh my god, so soft. Look at this. So soft. Look at this. So soft. Oh my gosh. Ngon quá, mềm quá, chừng mềm luôn. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ngon quá.
coi nè. Oh my gosh. Wow. Ăn quá chừng ăn luôn, hỏi sao mà không mập. Thế nào cũng bị mập. Ngon quá. Xong, mai ăn tiếp.